câu chuyện cũ, cảm xúc mới, lắng động với những điều ước, tan chảy khi bạn lắng nghe. Cùng đến với Nếu Được Ước, tôi ước được lan tỏa yêu thương. Chương trình Nếu Được Ước do Big Vision Media thực hiện, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên báo Thanh Niên Online, YouTube báo Thanh Niên và trang Phụ Nữ Xưa Và Nay.vn. Phát lại lúc 11 giờ trên fanpage báo Thanh Niên và Phụ Nữ Xưa Và Nay. Thay mặt cho gia đình em Nguyễn Quang Thái, xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng tài trợ chính. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Toàn Tâm Bến Nước Long An, thương hiệu Yến Xào Biển Đông, bột trộn sẵn Biết Cô Hương Xưa, công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh với thương hiệu Akido đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình. Người đời thường nói, cái nghèo không phải cái tội. Vậy cớ sao cuộc đời vẫn thường bất công với những người gánh trên mình nhiều hơn một nỗi cùng cực, xót nặng của số phận. Thiếu thốn trăm bề, đắng cay muôn ngã, lại là những cụm từ để hình dung hoàn cảnh của gia đình em Nguyễn Quang Thái ở xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Cha mẹ của Thái lớn lên trong cái ngặt nghèo, chật vật của cuộc sống. Anh chị cũng chỉ biết dựa vào mấy cọc mấy đồng kiếm được từ những công việc bấp bênh từng ngày mà nuôi lớn ước mơ của cả ba anh em Thái. Cha Thái làm phụ hộ, còn mẹ thì đi giúp việc nhà. Thỉnh thoảng trong nhà kiếm được bó rau, trái bầu thì mang lên chợ bán kiếm chút tiền mà xoay sở trong ngoài. Có lúc lâu rồi, cả 2-3 năm rồi anh đi làm hồ nên leo bước lên vàng nên chợt chân bị té. Nên vớt giật cái chân, cái lưng của anh bị đau, bị nhức, nó bị xương, nó bị tổn thương, nó đã bị khó khăn cuộc sống rồi. Bây giờ nó gãy, nó trúng ở chỗ đó nữa, nó bị tổn thương nên giờ đêm nào cũng mới nhức, phải xức thuốc. Em đi giúp việc nhà cho người ta làm một buổi vậy 130.000. Làm ba tiếng hoặc hơn 3 tiếng là xong buổi chiều. Rồi đi về thì ở nhà thì có ai kêu làm buổi chiều thì làm thêm, còn không có ở nhà trông con, làm vườn, làm cỏ, làm gác trong nhà, ông cửa. Cứ đi làm bữa có bữa không, nên thiếu thốn trước phục sau. Con cái nó đi học thì giờ nói chung ra bây giờ thiếu tiền nên con cái nó cũng eo hẹp một chút. Chung ra có đủ không đủ, nhưng mà lay lắt thì dính nhút thì cũng tạm ổn, chứ nói tiếng đủ không đủ. Tưởng rằng cuộc đời sẽ không có thể tàn nhẫn hơn được nữa, nhưng đến cuối cùng giông bão vẫn không thôi kéo đến. Mấy năm trước, trong một lần đi phụ công trình, cha của Thái bất cẩn bị ngã giàn giáo. Biến cố ấy đã lấy đi một phần sức lực của người đàn ông trụ cột trong gia đình. Vì vậy cảnh nhà vốn đã phải gắng gượng mới tạm đủ, nay lại quay trở về với con số không. Thiếu vẫn còn thiếu, hụt nay lại càng hụt hơn. Từ khi em học lớp 1 là em biết gia đình khó khăn đặc biệt. Nói chung ra toàn là ở đậu đất không à, cũng thuê nhà không có thuê nổi. Dán đi xin ở đậu ở nhờ, đi tứ chỗ tứ lung tung để ở đó. Để dư ra tiền để lo cho con học. Chứ đi mướn nhà rồi tiền đó, đóng tiền nhà rồi tiền con nó học sao không có. Nên xin cô chú thương ở đậu để dư số tiền cho con đi học.
Dạ, mỗi khi chỉ nhà con cảm thấy không có mệt. Phải gặp hoàn cảnh vậy con phải theo ba mẹ để chỉ nhà hơn không mệt. Lúc trước á, cô ở trên trường có nói làm giấy đơn để giảm học phí, nhưng mà ở đất đậu không có số nhà chứ không địa chỉ nên xã không có làm giấy tạm trú được, nên không có giấy đó để được giảm phí học phí. Trong chuỗi khắp mọi nẻo đường, ăn nhờ ở đậu khắp nơi, cũng khiến cho tổ ấm của gia đình Thái nguội lạnh đi phần nào. Cũng không biết căn nhà hiện tại gia đình em đang sống đã là lần di dời thứ bao nhiêu rồi. Mấy tấm tôn dựng tạm chắp vá, vài tấm bạt tưa trách, cột xiêu trũng thấp cũng trai dáng cái chỗ để trú mưa tránh nắng. Mà nhìn trong ngoài, cái nhà lúc nào cũng phô ra cái vẻ lang bạc nhiều lần của kẻ tha hương. Không phải cha mẹ Thái không có điều kiện để thuê nhà, mà thuê nhà rồi tiền học của các con biết tính làm sao. Nghĩ vậy nên anh chị cố bấm bụng mà chắc chiêu từng đồng, phơi cái lưng còng giữa cái nắng gay gắt mà gắng sức mà làm lụng. Cũng chỉ mong sao cho có được một vách tranh tạm bỡ trên đất lạ để níu lấy cái chữ cho các con. Có chữ với mình khổ quá mình mới vất vả. Để bởi vậy giờ này Giang cố gắng để hai vợ chồng lo cho con có tương lai cho nó dán cho nó học. Thế này tôi trốn để nó không khổ giống như mình. Từ hay không biết học tới đầu chứ thấy khổ quá mình. Nên định cho nó nghỉ lớp 9 để cho bé gái học. Nhưng mà cha nó nói thôi kệ, mình bươn tới đâu hay tới đó. Nên cố gắng cho nó học chừng nào hay tiền đó, nên không có cho nó nghỉ. Nghĩ tới nhất thì mình còn sức thì mình cố gắng để mình lo cho con, để có mai sau con mình nó sẽ khá hơn mình, nó không khổ giống như mình. Không đến trường, không biết chữ, rồi lớn lên nữa không làm được cái gì. Giờ mẹ nghèo, mẹ không biết sao, giờ thôi tới đâu hay tới đó mẹ thương, mẹ lo cho con với cha lo cho con đi học. Chừng nào lớn lên con có tiền thì con lo cho thân con sướng. Nó trả lời với em là mẹ, mốt mà con đi làm được con mua nhà cho ba mẹ ở. Trời ơi, suốt đời ở đậu hoài. Lúc thì hết đồ ăn, hết tiền, hết này hết nọ, nhiều thứ khó khăn. Dạ, mỗi khi chỉ nhà con cảm thấy không có mệt. Phải gặp hoàn cảnh vậy con phải theo ba mẹ để chỉ nhà hơn không mà. Mỗi khi chỉ nhà như vậy thì có rất nhiều phát sinh, như cũng thiếu chỗ ở, phải kiểu phải xây dựng ở ngoài đường ở đỡ. Nhìn nào có đất có người giúp thì mới được ở. Từ khi em học lớp 1 là em biết gia đình khó khăn gặp gì. Lúc như gia đình gặp khó khăn là thiếu tiền bạc, thiếu gạo, thiếu đồ ăn, thiếu lâu lâu thiếu cúp nước này, không có tiền để đóng nữa. Khi gia đình gặp khó khăn, việc học là hàng đầu, phải cố gắng học thật giỏi để sau này có gì giúp đỡ gia đình. Giúp để gia đình há rồi. Nếu được ứa thì em sẽ cố gắng học thật giỏi, mình cố gắng để thực hiện được ước mơ mua được căn nhà cho bố mẹ để sau này bố mẹ đỡ cực khổ.
sinh ra ở cái thời mà con chữ cũng phải dùng tiền để mua, thì giới thái được đến trường đã không còn là ước mơ nữa, mà đó là hy vọng của bản thân, sự trông mong của cha mẹ. Vì một ngày mai, gia đình em không còn phải cuốn lấy cái nghèo mà than khóc. Có lẽ cứ sống tốt, thì dù sớm hay muộn, ông trời cũng sẽ đoái thương cho. Có lẽ cứ cố gắng hết sức mình, rồi sẽ cũng có ngày, gia đình Thái cũng thoát được cái kiếp nghèo. Với Thái, cha mẹ dù nghèo, thì vẫn là cha là mẹ. Nhà dẫu có tạm bợ, vẫn có tiếng nói cười của em thơ. Có lẽ cái nghèo cũng khiến cho con người ta có nhiều hơn một mơ ước trong đời. Mà ước mơ dẫu có nhiều thì cũng đâu có gì là sai. Một căn nhà vốn phải được xây bằng rất nhiều những hạt cát nhỏ. Có lẽ trong một ngày không xa, những ước mơ nhỏ của Thái và các em sẽ đắp đầy cho một hạnh phúc to lớn hơn của chính gia đình mình. Để đồng cảm và sẻ chia những khó khăn mà gia đình em Nguyễn Quang Thái đang gặp phải, những mạnh thường quân đã tìm đến và trao cho em những phần quà để động viên tinh thần và khích lệ em đến trường để có một tương lai tốt đẹp hơn. Và Mạnh Thường Quân đã đến đây và giúp đỡ em sẽ cố gắng học thật giỏi để trả lại ơn cho Mạnh Thường Quân xây được căn nhà cho ba mẹ. Nếu quý vị đang theo dõi chương trình muốn quyên góp để giúp đỡ cho gia đình em Nguyễn Quang Thái thì xin vui lòng gửi đến số tài khoản 635-0205-227-498, Ngân hàng Agribank, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, mẹ của em Nguyễn Quang Thái. Hoặc hỗ trợ trực tiếp thông qua địa chỉ 1991/53, ấp 4, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa thay mặt cho gia đình em Nguyễn Quang Thái, xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng tài trợ chính. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Toàn Tâm, Bến Lức Long An, thương hiệu Yến Xào Biển Đông, bột trộn sẵn Mikko Hương Xưa, công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh với thương hiệu Akido đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự hỗ trợ của gia đình ông bà Cầu Triệu Liên Nguyễn, các mạnh thường quân khác đã ủng hộ quà và tiền cho nhân vật. Nếu quý vị có biết đến hoàn cảnh nào cần đến sự giúp đỡ, xin vui lòng gọi điện đến hotline 0901-840-989 hoặc email nếu được ước.bxvn@gmail.com. Mọi ý kiến đóng góp đến chương trình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn.